Xin chào tất cả quý vị, xin chào tất cả các khán giả của Thiên Hào Audio. Hôm nay là một buổi quay ghi hình rất là đặc biệt tại Thiên Hào Audio. Và Sơn đang có mặt tại Thiên Hào Audio cùng với cả anh Tuấn, là người phụ trách bán hàng cũng như kỹ thuật về các cái sản phẩm của Thiên Hào Audio. Xin chào anh Tuấn. Dạ, anh Tuấn cũng chào mọi người. Dạ vâng, xin chào các quý vị ạ. Hôm nay thì em có mặt ở đây để cùng với anh chúng ta sẽ thảo luận về một số các cái sản phẩm cũng như là tổng kết về những cái sản phẩm mà tiêu biểu nhất trong cái năm vừa rồi 2022, mà có cái sức tiêu thụ tốt cũng như được khán giả mà tin dùng. Và trong năm 2022 vừa rồi thì em thấy rằng là rất là nhiều sản phẩm mới được các cái hãng audio ra mắt thì cũng đã có tại Thiên Hào Audio, cũng như là đã bán được và có được một cái lượng tiêu thụ rất là tốt. Cũng như em thấy rằng anh cũng đã đi đến những cái công trình rất là đẹp tại những cái căn hộ cao cấp của khách hàng. Thì em thấy rằng Thiên Hào Audio luôn có những cái bước phát triển, mặc dù qua những cái thời điểm khó khăn, nhưng mà luôn có những cái bước phát triển rất là ấn tượng. Và em cũng thấy rất là ngưỡng mộ về cách mà Thiên Hào Audio vẫn duy trì được qua những khó khăn và đạt được những thành tựu. Thì em đang có mặt tại khu vực trưng bày loa Bluetooth. Thì cũng nhân đây thì em cũng muốn hỏi anh rằng là những cái sản phẩm loa Bluetooth nào tiêu biểu, những cái thương hiệu đáng chú ý và được các bạn trẻ và vẫn tin dùng. Dạ vâng, đầu tiên thì cũng rất phải cảm ơn ban giám đốc của công ty Thiên Hào Audio đã định hướng đúng. Vì năm 2022 này là một năm đầy biến động, và cái định hướng của Thiên Hà là để dành cho tất cả các audiophile, từ các bạn trẻ đến những người có tuổi và yêu ca hát, rồi những bộ dàn Ultra End là rất là đặc biệt để đánh các kỳ triển lãm. Và đầu tiên thì muốn cùng Hải Sơn trải nghiệm xem những dòng loa Bluetooth để dành cho các bạn trẻ thì có những gì đặc biệt. Thiên Hà thì luôn hướng tới những hàng công nghệ tốt nhất, chất lượng nhất, đảm bảo nhất, và đến từ Pháp, đó là hãng Davilette. Như các bạn đang nhìn thấy thì đây, thì đây chính là những sản phẩm đến từ Davilette. Và những mặt hàng tiêu biểu như là Mandina, đây là một trong những loa công nghệ mà 2022 đã đưa ra và đang có một cái sức hút rất là đặc biệt đối với các bạn trẻ. Về trong những dòng công nghệ này thì cũng có nhiều hãng khác, như là hãng Beolab đến từ quốc gia Đan Mạch thì cho một chất âm rất là hoàn hảo, và cũng không thể không nói đến sự trầm ấm, âm thanh đẹp, nhưng mà lại có sự vintage, đó chính là Marshall, thì luôn luôn là hướng tới các bạn trẻ, đó là một phong cách chơi rất là đặc biệt. Và với những đồ công nghệ như này thì khi bây giờ càng ngày các sản phẩm càng tiện dụng, hữu ích, và cái quan trọng nhất là cái decor phải đẹp nữa, thì lại phải nhìn lại những cái thanh như thanh Show 3 đến từ Davilette này. Thì các bạn nhìn thấy đây là một trong những dòng sản phẩm mà có cái sức thu hút rất đặc biệt để các bạn vừa có thể nghe nhạc, vừa có thể xem phim, và lại còn có một cái không gian rất là để tiện ích, là gọn, nhẹ và dễ sử dụng. Thì đấy là những phần công nghệ để dành cho các bạn trẻ. Đó là những cái sản phẩm mà em thấy rất là tiêu biểu, và có lẽ là nó cũng là những sản phẩm rất nổi tiếng nói chung. Khi mà chúng ta lướt trên YouTube, chúng ta tìm kiếm trên Google, đúng rồi, thì sẽ thấy những cái clip mà Thiên Hào Audio đã giới thiệu, cũng như là những sản phẩm này thì Thiên Hào Audio đều là đại lý chính hãng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một trong những hạng mục cũng rất là quan trọng mà em được biết rằng là người Việt Nam rất là yêu thích, đó chính là phần karaoke và biểu diễn trong gia đình. Và chúng ta sẽ cùng chuyển tiếp tới khu vực karaoke. Dạ vâng. Như tất cả mọi người đang thấy thì Hải Sơn đang có mặt tại khu trưng bày các thiết bị karaoke, từ karaoke cho gia đình cho tới cao hơn là karaoke chuyên nghiệp, karaoke dành cho mục đích biểu diễn và có thể trình diễn được ở những không gian rộng hơn. Và qua đây thì Hải Sơn cũng muốn là anh Tuấn lại tiếp tục giới thiệu cho Hải Sơn cũng như tất cả các quý khán giả được biết về những sản phẩm của Thiên Hào Audio, đi từ phân khúc karaoke gia đình phổ thông cho tới mức độ gọi là karaoke cao cấp hơn, cũng như là có thể biểu diễn ca hát chuyên nghiệp cả trong không gian nhỏ lẫn không gian lớn. Vâng, cũng cảm ơn các quý vị rất là đam mê ca hát và yêu ca hát thì đến dòng karaoke. Với những dòng karaoke chơi trong gia đình đơn thuần, đơn giản nhưng mà tính hiệu quả cao của dòng JBL, dòng Wattfedan, dòng Tannoy, thì người ta chỉ cần một cái cấu hình đơn giản, hai loa một sub và một hệ thống điều hành. Nhưng mà để tiến hơn, dòng cao cấp hơn nữa và để có thể hát chuyên nghiệp nữa, thì càng ngày Thiên Hào chúng tôi càng tối ưu hóa và đi đến những hệ thống chuyên nghiệp pro để biểu diễn cho dành cho các ca sĩ hoặc là những người ta đam mê ca hát một cách chỉn chu nhất, sâu nhất, hay nhất về âm thanh. Đó, như các bạn đang nhìn thấy đây là những hệ thống mà khi kết nối đầu tiên thì với những dòng âm ly, như ở đây thì các bạn nhìn thấy có các cái dòng như của Le Acoustic, Lexo, của DB. Đấy là những dòng tiêu chuẩn mà đến từ nước Đức và để dành cho các ca sĩ chuyên nghiệp. Và hiện tại bây giờ thì trung tâm nhà hát lớn này, rồi các showroom lớn này, hoặc là các đại nhạc hội thì đều sử dụng những dòng loa đó. Và với các dòng loa như này thì Hải Sơn có tin được không?
trông nó chỉ nhỏ thế này thôi, nhưng mà tải áp âm thanh lên tận 128 dB, tức là công suất cực kỳ lớn, nó có thể đánh từ 300W đến 1000W. Chỉ một cái cáp loa nhỏ như thế này. Và nếu hệ thống này nó đánh array thì nó đánh được cả một cái sân vận động. Đó là một cái điều rất đặc biệt của các hãng loa lớn này. Và đây là những dòng loa để chuyên nghiệp, để dành cho biểu diễn các ca sĩ chuyên nghiệp. Vâng, thì đấy là những cái thông số mà em rất là ấn tượng, nhất là với những hình thức gọn như vậy. Thì nếu mà chúng ta với một cái ngân sách ví dụ là vừa phải, ví dụ tầm vài chục triệu, thì chúng ta có thể chạm tay được tới những thiết bị gọi là mang phong cách chuyên nghiệp không anh? Cái đấy thì cũng hơi khó, nhưng mà bên Thiên Hà thì luôn luôn tối ưu cho người chơi và là giải quyết làm sao được cái vấn đề là nó phù hợp với căn phòng của người ta và cái dòng nhạc ca thích ca hát của người ta, tức là người ta thích như thế nào, thì bên Thiên Hà sẽ cố gắng để hoàn thiện hơn nữa và đưa đến đúng cái mong muốn của quý vị. Đây là những hệ thống như các bạn nhìn thấy, những bàn mixer chuyên nghiệp của Dynacorp. Và bên này thì là những hệ thống của AmpliCloud cũng như là các hệ thống của power công suất của các hãng nổi rất là nổi tiếng. Đó là cái Thiên Hà đang muốn hướng tới cho người tiêu dùng là dùng những hệ thống như thế này để khi mình điều khiển, mình điều hành, vận hành hệ thống này nó mang tính chuyên nghiệp cao, và cái đó thì nó mới để làm cho cái đam mê ca hát và thích ca hát của các bạn càng ngày càng hơn nữa. Như vậy tức là ở đây Thiên Hà Audio sẽ có rất nhiều các phân khúc giá sản phẩm khác nhau. Chúng ta có thể đi từ những phân khúc gọi là nhập môn cho tới kể cả những khách hàng mà có nhu cầu trang bị cho những phòng gọi là những phòng riêng để ca hát ở mức độ là cao, hay với những cái giá tiền cao hơn thì Thiên Hà cũng phục vụ được hết. Về kể cả những cái thiết bị trông phức tạp như này thì kỹ thuật của Thiên Hà Audio sẽ đến tận nơi và sẽ điều chỉnh cho phù hợp với gian phòng cũng như phù hợp với cái nhu cầu, cái giọng ca cũng như cái sở thích ca hát của từng người. Và bây giờ thì Hải Sơn sẽ chuyển đến một trong những khu vực cũng rất quan trọng, đó chính là phần nguồn phát của các bộ dàn high-end sẽ bao gồm có các thiết bị sau đây. Đối với bất cứ một bộ dàn âm thanh hi-fi hay là high-end nào thì cũng đều cần nguồn phát. Với nguồn phát thì chúng ta sẽ có 3 dạng sau đây. Thứ nhất là chúng ta có thể sử dụng một chiếc đầu đĩa CD, đó là một cách chơi truyền thống. Tiếp theo chúng ta có thể sử dụng một chiếc máy chủ chơi nhạc, và trong đó chúng ta có thể truy xuất các cái file nhạc được lưu trữ ở trong ổ cứng thay vì là ở trên đĩa. Hoặc là chúng ta có thể stream nhạc trực tuyến từ trên mạng xuống chiếc máy này. Và cuối cùng là cái định dạng mà đã tồn tại lâu năm nhất, đó chính là định dạng mâm đĩa than. Và hôm nay với sự hiểu biết của anh Tuấn thì anh Tuấn có thể cho mọi người biết được nhanh chóng là cái ưu điểm của từng cái thiết bị, cũng như là theo cá nhân anh Tuấn thì anh Tuấn thích cái định dạng chơi nhạc nào. Vâng, cảm ơn Hải Sơn. Đây là một câu hỏi rất hay, và hôm nay trong chuyên đề nói về nguồn đầu phát, với tôi thì cả ba định dạng này thì tôi thấy đều có những cái sự ưu việt khác nhau. Có cái thì người ta chơi cho sự tiện dụng, có cái thì cho chơi cho sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhưng có cái là chơi để rèn tâm. Và chúng ta cùng có một sự trải nghiệm, Hải Sơn nhé. Đầu tiên khi nói đến về nguồn số thì hiện tại bây giờ là lớp trẻ và những người người ta muốn tiện dụng và tải những cái app hoặc là những cái chơi nhạc stream nhạc trực tiếp, thì đấy là một cái định dạng chơi rất là hữu hiệu. Và cái quan trọng bây giờ là cái giải mã cũng như là cái chất nhạc, chất lượng file nhạc đã lên đến độ hoàn hảo. Nó có các đuôi DSD hoặc 32 bit thì gần như nó là tối ưu nhất của trong các dòng đó. Nhưng ngược lại, với những người ta cầu toàn hơn, người ta chơi kỹ hơn, người ta chơi sâu hơn và tìm những bài hát mà người ta cảm thấy đi cùng năm tháng và những đĩa mà người ta quý, người ta trân trọng và người ta tìm niềm vui trong đó, thì người ta lại chuyển sang là một cái đầu CD. Vì đây, khi mình chơi, mình trải nghiệm thì nó cũng giống như người bạn tri kỷ, tri âm và tri âm nhạc, thì khi mình hiểu nó. Còn với những người mà người ta gọi là chơi để rèn tâm, nhưng ngược lại, đó là một thứ âm thanh tối thượng nhất của trong phong cách chơi, đó là âm thanh analog, thì người ta lại phải dùng bằng đĩa than. Vì tại sao cái đĩa than nó lại có cái sự đặc biệt và nó lại có cái sự khác biệt như vậy? Vì tất cả mọi con đường đều về analog. Vâng, và em thấy rằng là rất là hay là tuy mâm đĩa than thì là cái tồn tại lâu nhất ở đây. Dạ. Rồi là máy chủ chơi nhạc thì có lẽ là về sau này. Dạ. Nhưng mà đến nay thì em thấy rằng là nó được xuất hiện ở trong nhà các audiophile rất là nhiều. Tức là mọi người vẫn thích và duy trì một cái nhìn cũng như là tiếp cận và chơi với cả ba cái định dạng chơi này. Thêm nữa là em thấy trong cái thời gian gần đây, tức là khoảng vài năm trở lại đây, thì không những là trên thế giới cũng như là tại cá nhân là tại Việt Nam ở đây, thì em thấy rằng là có rất nhiều ca sĩ họ có những họp báo để ra mắt các cái album nhạc, thì họ rất hay phát hành ở định dạng đĩa than. Như thế là một cái điều rất là hay khi cho thấy là mâm đĩa than nó không bao giờ chết, và thậm chí là nó đang phát triển trở lại và mạnh mẽ, lại được đón nhận hơn. Đấy, thì đấy là một cái điều em cảm thấy rất là thú vị. Vâng, Hải Sơn ạ, đấy người ta gọi là dấu ấn của thời gian. Khi một đĩa than ra hoặc một LP ra thì người ta sẽ để lại rất là nhiều những ký ức và các kỷ niệm đẹp
của trong cái sự chăm chút, hoặc là người ta để lại một cái dấu ấn của một ca sĩ, một nhà công, một nhạc sĩ nào đó về trên cái phương diện đó. Nhưng cái đĩa than thì nó hơi khác biệt so với cả các dòng chơi khác một chút. Đó là những người ta chơi thì là cái sự sâu sắc của trong đĩa than thì cũng giống như là mình đang giữ một kho tàng sách, nhưng mà bằng âm nhạc. Thì đấy là một cái ẩn ý của những người có thích đam mê đĩa than. Còn với tôi thì cả ba định dạng này chơi thì tôi thấy cũng đều rất hay, vì ai chơi sâu hiểu biết hết cỡ và có thể tìm được những cái niềm vui riêng của trong dòng một dòng sản phẩm nào đó thì đó là sự hoàn hảo trong phong cách chơi. Và tôi khuyên các bạn cũng nên chơi cả ba định dạng chơi này, vì mỗi một cái cách chơi nó đều có sự bổ trợ cho nhau và mình đi tìm cái niềm vui trong âm thanh, trong âm nhạc, nó nằm ở vị trí đó. Với những ai thích nghe nhạc, yêu âm thanh thì có lẽ việc thưởng thức âm thanh trên những bộ dàn hi-fi high-end luôn là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Và với những bộ dàn hi-fi high-end được phối ghép tốt thì có lẽ rằng là khi nghe trên những bộ dàn như vậy, chúng ta có thể chìm vào một cái cảm giác rất là thư giãn và có thể nghe được nhiều giờ liền. Thì bằng cái kinh nghiệm lâu năm của anh Tuấn, thì anh Tuấn hãy chia sẻ về cái mảng kinh doanh các thiết bị hi-fi high-end tại Thiên Audio. Và em thấy rằng đây cũng là một cái mảng mà Thiên Audio là một thế mạnh từ trước đến nay và gây dựng được cái tiếng vang cũng như là thành công trên cái thị trường audio. Vâng, đầu tiên thì cũng phải cảm ơn tất cả các audio file của ba miền Tổ quốc đã tin tưởng và yêu mến Thiên Hà. Và Thiên Hà thì luôn chứng minh vào trong các kỳ triển lãm, thì với bộ phối ghép của Thiên Hà phối ghép thì luôn được một để lại một cái dấu ấn. Nhưng qua những kinh nghiệm nhiều năm làm audio thì tôi thấy có cách phối ghép người ta gọi là kinh điển, hoặc là các phối ghép đó người ta gọi là tròn vai tròn vị. Giống như Boeing Kim thì ghép với cả Mark Istot của Mỹ, rồi Lickman thì ghép với JBL, và Tannoy thì ghép với cả Acouphase. Và một điều đặc biệt hơn nữa, với những dòng loa mà rất đặc biệt như Ryo thì ghép với cả Goldmoon, hoặc là ghép với cả Grifon, thì tôi đánh giá đấy là một trong những cái cách ghép. Còn cái hậu trường đằng sau ghép như thế nào thì nó lại phải thiên về cái kỹ thuật của cái đội ngũ kỹ thuật, là sử dụng những cái nguồn thiết bị nào, cái hậu trường đằng sau đó ta làm sao và cân chỉnh như thế nào, thì đấy lại là một sang một cái đề tài khác. Nhưng mà tôi thấy đánh giá là càng những năm gần đây thì Thiên Hà càng dành nhiều thời gian hơn cho tất cả các anh em làm trong đô đã được training ở trên phòng test lab và phòng thu, thì được để được cái trải nghiệm thực tế. Vì chúng tôi có những ngày phải nghe nhạc đến 3 đến 4 tiếng đến 5 tiếng, và một cái đĩa thì nghe đi nghe lại nhiều lần để mình tìm được ra những cái điểm nó chưa được hoàn hảo trong hệ thống âm thanh, thì Thiên Hà đâu cùng nhân viên kỹ thuật sẽ càng ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Và đấy là những điều rất là đáng quý, cũng như Thiên Audio đã cung cấp được rất nhiều hệ thống âm thanh hay tới tất cả các khách hàng. Và với đội ngũ của Thiên Audio thì càng ngày càng hoàn thiện hơn về kỹ thuật cũng như là am hiểu về chất âm của từng sản phẩm, cũng như cách phối ghép ra sao để đạt hiệu quả âm thanh hay nhất, cũng như là luôn biết cách tư vấn cho khách hàng một cách hết sức khéo léo. Em thấy rằng đã có rất nhiều khách hàng đã phản hồi ở trên fanpage, cũng như là đã để lại những comment rất là hay ở trên YouTube, thì em cũng thấy được rằng là họ đã rất ủng hộ Thiên Audio trong suốt những cái năm vừa rồi. Dạ vâng, cũng cảm ơn Hải Sơn, vì tất cả nhân viên của Thiên Hà Audio đều làm từ cái tâm, và cái quan trọng là đem lại cái cảm xúc và cái niềm vui hạnh phúc cho người nghe nhạc và người chơi nhạc. Đó chính là một cái quý nhất, cái chân quý của Thiên Hà để dành cho tới các quý vị. Công ty Thiên Hà Audio xin kính chúc tất cả các khách hàng một năm mới vui vẻ và mạnh khỏe, và có thật nhiều niềm vui về âm nhạc. Xin chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới.